Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Chợ Xe và mình là Tài Nguyễn. Đứng kế bên mình đây là anh Tiên. Hôm nay Tài Nguyễn và anh Tiên sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc Ford Transit đời 2013 này. Thì để biết chiếc Ford Transit này khi hạ tải thì cái cốp sau của nó như thế nào thì Tài xin mời các bạn hãy cùng Tài và anh Tiên xem cái cốp sau này nó như thế nào nha. Xin mời anh Tiên, chắc Tài đi nha. Đây cái xe 16 chỗ, nó là 16 chỗ nhưng mà nó hạ tải là 850 kg. Đây là hạ tải là 8, đây là cái phía đằng sau đó là để chở hàng. Đó, được phép chở là 850 kg. Đúng rồi, được phép chở 850 kg đó, trong đó anh Tiên cho em hỏi là ở cái chiếc xe mà ví dụ như là chở 850 kg này nó có khác gì so với 1 tấn 2? Ví dụ như nếu mà thay vì đó em mua chiếc xe tải 1 tấn 2 thì em đi nó tiện hơn đúng không anh Tiên? 1 tấn 2 thì không được đi giờ cao điểm. Không có đi được cái xe 900 kg, là quá 900 kg là quá 900 kg là nhà nước á là cấm giờ. Cấm giờ lưu thông vô Sài Gòn. Đó là cấm giờ sáng này, là rồi tới chiều là 4 giờ tới 8 giờ tối. Đó là cấm giờ. Đó, nhưng mà cái xe 16 chỗ xuống tải còn 850 kg, đó nên là nó rất là tiện lợi cho công ty rồi này kia chở hàng giờ cao điểm, giao hàng rồi bất cứ giờ nào cũng đi được trong thành phố. Đó, còn xe kia là bị cấm hàng. Anh Tiên cho em hỏi là cái ngay chỗ cái khoang mà phía sau này nè, nó phải có vách ngăn đúng không? Đúng, bắt buộc đúng không anh Tiên? Đúng rồi, bắt buộc là tự nhiên không cho hàng hóa nó tới đằng trước. Là thứ nhất, thứ hai là để nó giữ cái máy lạnh, nó giữ cái độ lạnh mình ngồi trong xe đồ này kia cho nó mát. Chẳng sao là nó. Anh Tiên cho em hỏi là chi phí mà khi ví dụ như là anh mua chiếc xe này về mà hạ tải thì nó tốn khoảng bao nhiêu anh Tiên ha? Khoảng 15 triệu. 15 triệu hả? Mình sẽ làm cái gì anh Tiên? Thì mình phải mua về sang tên. Rồi sang tên xong rồi phải tới Sở Giao thông Công Chánh, tới Sở Giao thông Công Chánh là xin xuống tải. Xin xuống tải hả? Xuống tải là... Còn cái chi phí mà ví dụ như khi mình làm mấy cái vách này thì em nghĩ chắc nó cũng không đáng bao nhiêu tiền hả đúng không anh? Thì nó tầm trong 20 triệu là người ta lãnh trọn gói luôn á. 20 triệu. Trong 20 triệu là lãnh rồi là gia cố rồi này kia rồi xong hết. Đó là đó, nó gia cố. Em thấy cái xe này rất là hay. Phía trước là mình có thể chở được 6 người, phía sau này có thể chở được 800 kg. Đúng. Thì em không biết là cái khoang nội thất nó còn ngon không? Thì em mời anh Tiên giới thiệu em sơ về khoang nội thất của chiếc xe này. Rồi, đóng rồi, cửa đi anh. Rồi, lên, yes, go, tới trước. Các bạn sẽ thấy nè. Đó. Đây. Đây là cái phía sau. Đây là cái phía sau là ở đây ngồi 3 người, trước 3 người. Đây là ngồi 3 người, trước ngồi 3 người là cho là 6 người. Đây cái khoang giữa đó không? Có gia cố lại. Đó gia cố lại đó, khoang giữa đó. Đúng rồi. Không nên là nó tiện, có tài chở nhân viên rồi trong gia đình rồi này kia đi, là nói chung là có con này là nó tiện lắm. Đó, mình đi được giờ cao điểm rồi mọi thứ. Rồi đó là cái nhưng mà cái xe này là được cái gì, những cái băng ghế đồ này kia, những cái đây là còn zin hết nha đó quý vị. Đó, những cái đồ đây là gia cố lại nè, đó gia cố thêm nè. Đó, còn mấy cái này là cái băng ghế zin của nó đó. Đó, ở trong la phong đồ này kia, mọi thứ này kia là đó còn là zin hết của nó đó. Ok, nên là nói chung là nó cũng rất là tiện lợi, vừa chở người mà vừa chở hàng, thấy không? Anh Tiên cho em hỏi nữa là lái chiếc xe này là cần bằng B2 hay là cần phải lên D? B2 là chạy được. B2. Cái xe hồi nãy là mình nói về cái chỗ ngồi rồi này kia, rồi cái khung hàng, rồi bây giờ mình nói về cái chất lượng xe đi nha. Rồi chất lượng xe thì xe này là xe công ty nên là nó sử dụng chở nhân viên văn phòng đi vòng vòng Sài Gòn thôi, nên là cái chất lượng là nó đẹp nè. Đây là cái cần số zin đó nè quý vị nè. Cần số zin là chưa có, đây là cái cần số nè, chưa có bị mòn này kia, nhưng mà những cái chất này là chất zin đó nha. Đây
rồi qua lăng. Đó, nói chung là cái tầm xe này tầm chạy khoảng 120.000 km. À, nên là đó, quý vị nhìn cái nội thất này, nhìn cần qua lăng cần số, rồi nhìn cánh, những cái cánh cửa rồi này kia đó là nó còn zin hết á. Rồi bây giờ mình đè cái máy nữa nha, mình xem cái máy đó. Rồi máy lạnh rồi nghe là còn rất là ok nha quý vị. À, đây là máy điều chỉnh máy lạnh đây nè, còn rất là mát. Còn y hết đó. Đó, đây là những ở đây còn đây là cái dàn này DVD, đây cái dàn DVD là của zin đó là luôn á, zin theo xe đó. Đó, những cái này là zin theo xe hết, nhưng mà nó được cái này là để mình để đồ nè, để giấy tờ nè, đó này để giấy tờ nè, trước đây là để chỗ để giấy tờ nè. Đó được là vừa là cái tắp lô mà vừa là để được giấy tờ này kia. À, cái qua lăng. Tại bây giờ mình ra đó cái trong cái khoang cabin đó là vậy. Tại bây giờ mình tới cái khoang máy nó đi. Đó, mình nhìn sơ cái khoang máy. Nhưng mà bên đây cái này là phải tắt máy. Đó. Rồi tắt máy. Khi mở nắp capo này lên á thì Tài nhìn cái khoang máy này nó còn rất là khá mới. Thì cái này thì xe này được vệ sinh lại rồi. Nắp capo thì sụn chỉ ở trên đây nó zin nha các bạn. Nè anh Tiên có thể tả sơ về cái chất sụn chỉ của chiếc xe này không anh Tiên? À, cái này là cái còn zin nè. Đó là cái những cái đường chỉ này nè. À, còn zin này là bấm là nhưng mà nó mềm mềm á. Tự nhiên cái này là cái lúc mà nhà sản xuất á nó bơm keo vô nhưng mà hấp tới 300-400 độ á. Rồi nó hít vô. Yeah. Nên là không, bây giờ đó mình đã làm lại rồi thì không bao cái chất nào mà nó được mà để vô mà nó mềm mềm và nó mà nó dẻo hay là cỡ nào làm lấy tay không bao giờ ra đó. Khi nào là phải đốt hay là gì đó. Ủa nó bươi ra cái keo zin đây nè. Đó, nhưng mà cái keo zin này nó còn là không 10 năm là còn y chang, không có bao giờ mà bị phai màu là bất cứ cái nào đó. Thì đó, nên là quý vị khi nào mà xem xe là quan tâm về sùng chỉ. Đó, nên là nhìn cái nước sơn nè. Đó là nó zin, nó còn nước sơn zin thì cứ để 5 năm 10 năm nó dụng cũng y chang vậy, không có thay đổi. Và các bạn có thể thấy nè, ốc xe này, nó còn rất là zin, chưa có dấu hiệu mở nước. Đây, đây trong hầm máy thì đây còn bãi màu nè, nước sơn đó trong những cái lớp xi mà cái sử dụng ít đó là chẳng hạn như cái lớp xi đây, những cái khoảng hay là cái cu dê đồ này nè, nó còn mới còn bãi màu hết. Đó, nên là khi nào quý vị mà xem xe thì là phải nhìn vô là chẳng hạn như nó còn bãi màu. Đó, sùng chỉ còn y. Đèn đồ này kia chưa có là ok, những xe đó là xe tốt. Những xe đó là xe tốt. À, thì hồi nãy giờ em hỏi anh về chiếc xe Ford Transit mà hạ tải này, thì Tài muốn biết á, chiếc Ford Transit hạ tải này được bán với giá bao nhiêu vậy anh Tiên? 320 triệu còn thương lượng. À, và với số tiền là 320 triệu thì Tài nghĩ các bạn mà công ty á, có thể là mua chiếc xe này về thì có thể chở được 6 người và 850 kg. Thì cái này nó khá là thuận tiện khi mà các xe công ty là lưu thông vào những cái giờ cao điểm. Đúng rồi. Tại Sài Gòn giờ cao điểm thì giờ cao điểm tại Sài Gòn thì sẽ cấm xe tải. Nếu buổi chiều là từ 4 giờ chiều đúng không ạ? Từ đúng 4 rồi. Giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Thì tại thời điểm đó thì chiếc xe Ford Transit này nó là một cái bạn đồng hành cùng các anh em công ty vào những tuyến đường ở trong phố. Cảm ơn các bạn đã đón xem clip nói về chiếc Ford Transit đời 23 này. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chờ Xe, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa Tài Nguyễn xin cảm ơn anh Tiên đã chia sẻ cùng với là những bạn khán giả của kênh Chờ Xe. Cảm ơn anh. Rồi, bye bye. Rồi, chào mọi người nha.